Rồi rồi rồi. Hai chào mọi người. Chào Vũ. Vũ bữa nay được làm ăn kỳ cục nữa Trời ơi. nha Vũ. Sợ Dương quá, Dương nóng Dương kiểu khó tính sao. Chịu khó tánh hả? Vương bữa nay đâu có đâu, Vương bữa nay đi họp câu lạc bộ rồi. Vương học bên câu lạc bộ. Hên ghê, hên cho Vũ ghê. Rồi ok. Rồi, mình mới còn phải chờ gì không ta? Chắc hết rồi hả? Rồi, mình bắt đầu luôn ha. Thì hôm nay là mình sẽ nói lại với cái thằng thằng Squid K, nói lại với thằng Squid K, với lại là mình sẽ tiếp tục là cái thằng gì, cái thằng Y, cái thằng Y với Do Y với Do Y ha. Rồi đây ha. Rồi bây giờ đầu tiên là cái thằng gì, cái thằng Squid K, thằng Squid K ha. Mình sẽ ôn lại cái thằng Squid K. Thì thằng Squid K hôm bữa mình nói ha, đó là cái gì các bạn, đó là cái việc sao kiểu gì cũng long. Ok rồi, thì cái Squid K á, nó là cái gì, nó là có nghĩa là cái nó sẽ mang cái gì, một giá trị của cái biểu thức mà nó sẽ mang nhiều cái giá trị, đúng không? Thì cái Squid K nó sẽ là như này Squid K ha, Squid, rồi sau đó là mình sẽ có cái biểu thức ở trong này. Mình có cái biểu thức ở trong này ha, và cuối cùng ở trong này nó sẽ có nhiều cái case ở trong này. Thì cái case này nó chính là gì, giá trị của biểu thức này. Giá trị của thằng cái biểu thức này ha, cái này là giá trị của biểu thức này. Giá trị biểu thức. Đấy ha. Rồi thì mình sẽ có ví dụ như là nhiều cái biểu thức này nó sao, nó sẽ có nhiều cái thằng gì, cái thằng giá trị, thì mình sao, mình sẽ có nhiều cái thằng case. Mình sẽ có nhiều cái thằng case ha. Đây ví dụ như ở đây mình sẽ có là giá trị biểu thức, đây là kết quả một nè. Rồi mình có cái gì, mình sẽ có là kết quả hai, đúng không? Kết quả hai ở đây. Rồi mình sẽ có thêm nhiều cái nữa ha, ví dụ như là mình có bao nhiêu cái case, bao nhiêu cái giá trị, thì mình sẽ có bấy nhiêu cái gì, bấy nhiêu cái giá trị biểu thức ở đây. Thì chúng ta cũng đã qua hết một số cái gì, một số cái bài Squid K ha, Squid K mà mình đã làm rồi ha, nhất là cái bài mà các bạn có thể xem lại cái video lần trước, đó là cái việc gì, đó là cái ngày tháng năm ấy ha, cái ngày tháng năm ở trong một tháng ở trong một cái năm. Thì mình sẽ sử dụng cái Squid K để mình gì, để mình làm cái điều kiện gì đó ha, cái đó là Squid K. Và nó sẽ có một cái, ở trong cái thằng Squid K nó sẽ có thêm một cái nữa, đó là default. Default thì cái thằng default này nó chính là cái gì bạn, đó là có nghĩa là những cái giá trị á. Những cái giá trị mà ở trên cái thằng K này nè, mà nó sao, nó không có thuộc, không có thuộc những cái giá trị ở trên cái thằng K này, thì nó sao, nó sẽ làm ở dưới cái thằng default đây. Nó sẽ làm ở dưới cái thằng default này. Đấy, nó sẽ làm dưới cái thằng default này. Thì thằng default này là gì, là nếu như mà những cái giá trị ở trên cái K này mà nó không có, thì mình sẽ sao, mình sẽ default ở dưới này. Nó sẽ làm ở trong cái default dưới này, thì cái đó là thằng Squid K. Đó là thằng Squid K ha. Cái này là mình chỉ nói lại thôi ha, còn cái bài này là mình đã học rồi, đúng không? Rồi ok ha, cái đó Squid K mình ôn cho các bạn biết thôi ha. Rồi thì ngày hôm nay á, mục đích chính của bài ngày hôm nay á, là cái về cái phần why với do why ha, why với do why ha. Thì why với do why á, nó chính là một cái vòng lặp các bạn ha, why nó cũng là một vòng lặp, do why nó cũng là một vòng lặp ha. Thì cái vòng lặp nó sẽ có cái cú pháp như sau này. Đầu tiên là cái thằng why, cái thằng why ha, thì cái thằng why của nó có cú pháp như sau. Why điều kiện ha, điều kiện ha, cái này là điều kiện nè, điều kiện. Rồi sau đó là cái gì các bạn, sau đó là cái này là gì, nếu như mà điều kiện ở trên thằng why này còn đúng thì sao, nó sẽ thực hiện công việc ở đây. Thực hiện công việc ở đây. Thực hiện công việc ở đây, đó là cái thằng why nha. Cái thứ hai mà mình học ngày hôm nay nó chính là do why. Do why thì do why nó là gì, do why cái cú pháp nó là gì, do do ha, và gì, why ở đây, và ở đây nó cũng có cái điều kiện. Cái này nó cũng có điều kiện. Đấy ha, nó cũng có điều kiện ở đây. Thì cái điều kiện ở đây nó là cái gì các bạn, điều kiện ở đây nó cũng giống như cái thằng why ở trên vậy đó. Và sao, nếu như mà điều kiện này còn đúng thì gì,
thì nó sẽ thực hiện ở đây, thực hiện công việc ở đây. À, thực hiện công việc ở đây. Rồi, vậy thì cái thằng why này với cái thằng do why này á là nó khác nhau cái gì? Đúng không? Nó khác nhau cái gì thì nó mới tạo ra hai cái vòng lặp như thế này chứ. Ha, à, nó mới tạo ra hai cái vòng lặp như thế này chứ. Ha. À, đấy, vậy thì thằng why này với cái thằng do why này á nó như thế này nè các bạn. Thằng why á nha, các bạn để ý ha, thằng why thì nó sao? Nó sẽ xét điều kiện trước, sau đó là gì? Nó mới thực hiện công việc ở đây. Ha, à, xét điều kiện trước sau đó thực hiện công việc ở đây. Có nghĩa là gì? Điều kiện nó đúng. À, điều kiện nó đúng thì nó mới thực hiện công việc. À, điều kiện nó đúng thì nó mới thực hiện công việc nha. Đó là thằng why. À, thằng why ha, thằng why nó thực hiện, nó mục đích của thằng why nó gì? Nó là lập một cái công việc gì đó, à, khi mà điều kiện này còn đúng. À, thì có nghĩa là gì? Để mà nó thực hiện cái công việc ở dưới này thì sao? Nó phải check xem thử là điều kiện này nó đúng hay không đã. À, đúng hay không đã thì nó gì? Nó mới thực hiện ở đây. À, nó mới thực hiện ở đây nha. Còn cái thằng do why các bạn, cái thằng do why có nghĩa là gì? Cái lần đầu tiên mà nó chạy cái thằng do why này nè thì sao? Nó đã thực hiện một lần công việc rồi. À, nó đã thực hiện một cái công việc gì đó rồi. Sau khi mà nó thực hiện xong thì nó sao? Nó mới kiểm tra điều kiện. Nếu như mà điều kiện này còn đúng thì sao? Thì nó mới thực hiện tiếp công việc ở đây. À, thực hiện tiếp công việc ở đây. À, đấy, các bạn sẽ thấy hai cái nha. Thằng why á, nó là gì? Kiểm tra điều kiện, ha, mới vô gặp nó một phát là gì? Kiểm tra điều kiện. Đúng thì sao? Thực hiện công việc. Đúng thì thực hiện công việc. À, đúng thì thực hiện công việc. À, còn cái thằng gì? Cái thằng do why này là sao? Nó thực hiện công việc lần đầu tiên trước. À, nó thực hiện công việc lần đầu tiên trước, sau đó là gì? Nó kiểm tra điều kiện, nếu như còn đúng thì nó thực hiện tiếp tục công việc. À, nó thực hiện tiếp tục công việc. À, các bạn phải phân biệt giữa thằng why với do why nha. Vậy thì mình sẽ rút ra được một kinh nghiệm, đó là gì? Đó là thằng why á các bạn, thằng why ha là sao? Nó sẽ thực hiện được tối thiểu không công việc, đúng không? Tối thiểu không công việc, tại vì sao? Nó phải check cái điều kiện trước. Điều kiện nó sai thì sao? Nó không có làm, đúng không? Điều kiện nó sai thì nó không làm. À, còn điều kiện nó đúng thì nó mới làm. Thế nên là ở đây nó sao? Nó sẽ thực hiện được tối thiểu không công việc. À, còn cái thằng do why này sao? Là nó sẽ thực hiện cái công việc đầu tiên trước. À, nó thực hiện một lần công việc trước. Sau đó là nó check điều kiện. Nếu như vậy, nếu như mà nó sao? Nó đúng thì nó thực hiện tiếp. Còn không thôi. Còn không thì nó dừng. Nó không làm nữa. Thế nên là thằng do why này nó sao? Nó sẽ thực hiện được tối thiểu một công việc. À, thực hiện được tối thiểu một công việc. Nha nha, đấy ha, cái thằng why với thằng do why nó khác nhau như vậy á các bạn ha. Nó vẫn là vòng lặp thôi, vòng lặp thực hiện một công việc gì đó. Ha, thực hiện một công việc gì đó ha. Đây ha, đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ ví dụ vô từng cái để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái thằng why với thằng do why ha. Rồi. Rồi. Đầu tiên là mình ví dụ về thằng why. À, ví dụ về thằng why ha. Thì cái thằng why của mình á, mình sẽ ví dụ như thế này nè. À, mình ví dụ như thế này ha. Mình sẽ cho một cái thằng why. À, mình cho một cái thằng why ha. À, đầu tiên á, là mình cho một cái biến thôi. Một cái biến y trước đi. Một cái biến y bằng 1. À, một cái biến y bằng 1 nha. Và mình cái thực hiện cái vòng why này nè, mình sẽ có cái điều kiện là gì? Y nó bé hơn hoặc bằng 10. Ha, y nó bé hơn hoặc bằng 10 nha nha, y nó bé hơn hoặc bằng 10 ha. Thì nếu như mà điều kiện nó còn đúng thì sao? Mình sẽ thực hiện công việc này. Mình sẽ in cái gì? Mình sẽ in cái thằng y ra. À, mình sẽ in cái thằng y ra ha. Đây, mình sẽ in thằng y ra. Đây, đấy, mình sẽ in thằng y ra. À, mình in thằng y ra và sau đó là gì? Mình sẽ cộng thằng y lên một lần. Ha, để gì? Để nó tăng y lên, ha, để nó tăng y lên thôi. Đấy ha, nó như thế này này. Có nghĩa là gì? Đầu tiên là mình cho y nó bằng 1 ha, rồi mình sẽ có điều kiện ở trong cái why này mình viết một cái thằng why. Nếu như mà thằng y này mà nó bé hơn hoặc bằng 10 ha, giá trị của thằng y này nó bé hơn hoặc bằng 10 thì sao? Mình sẽ in cái giá trị của thằng y nó ra. Và đồng thời sau khi in xong thì gì? Mình sẽ tăng y lên 1. Ha, tăng y lên 1. Thì khi mà tăng y lên 1 này xong thì sao? Thì ngay lập tức là nó quay lên lại cái phòng why này. Ha, nó sao? Nó kiểm tra tiếp tục cái điều kiện này còn đúng hay không. Thì ngay lúc bây giờ thì y của này nó bằng bao nhiêu các bạn? Nó bằng 2. Đúng không? Nó bằng 2. Đây này các bạn ha.
đầu tiên á là y nó bằng 1 đúng không, thì ở đây nó sẽ kiểm tra là gì, 1 có thể là nó bé hơn bằng 10 không, đấy bé hơn bằng 10 không, có đúng không, có là true nè, à nó true thì sao, nó xuống đây nó thực hiện là nó in ra gì, nó in ra số 1, à nó in ra y nè là in ra số 1, sau đó là gì, mình tăng y lên một đơn vị thì đây là y gì, y bằng lúc này bằng bao nhiêu các bạn, y bằng 2 đúng không, y cộng cộng mà y bằng 2, à y bằng 2 ha, y bằng 2, sau đó là gì, mình quay lên cái dòng dòng này, à mình quay lên cái dòng này thì sao, thì nó sẽ so sánh tiếp với điều kiện này, thì điều kiện này lúc bây giờ nó là gì, 2 nó có bé hơn bằng 10 không, đúng không, tại vì gì, y nó bằng 2 rồi nè các bạn, y nó bằng 2 rồi, à thế nên ở đây nó sẽ là gì, 2 nó có bé hơn bằng 10 không, có đúng không, có thì sao, có thì nó xuống đây nó thực hiện tiếp công việc đây, à thì sao, lúc này nó sẽ in ra được là thêm số 2 nữa, à nó in ra được thêm số 2 nữa, rồi tiếp tục là gì, nó xuống như này nó cộng lên một đơn vị nữa thì y lúc này nó sẽ bằng 3, à y bằng 3, rồi nó quay lên vòng y nữa ha, quay lên vòng y nữa thì lúc này nó sẽ check điều kiện là gì, 3 bé hơn hoặc bằng 10 không, đúng không, y lúc này bằng 3 rồi đúng không, 3 bé hơn bằng 10 không, đúng, vẫn còn đúng đúng không, thì nó nhảy xuống này nó làm công việc này, thì công việc này là gì, nó sẽ in ra là gì, nó in ra là số 3, à nó in ra là số 3 nha, nó in ra là số 3, rồi sau đó là gì nữa, nó xuống như này nó tăng lên đúng không, nó tăng lên là 4, à nó tăng lên là 4 ha, rồi xong vậy nó quay lên này nó lại kiểm tra tiếp này, 4 có bé hơn bằng 10 không, vẫn còn đúng, vẫn còn đúng thì gì, nó xuống như này nó tăng lên nữa ha, rồi sau đó là nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại ha, lặp đi lặp lại đến lúc ha chấm 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 nha, chấm chấm chấm, đến khi mà gì, đến khi ở đây là bằng 8 này, y của nó là bằng 8 ha, y bằng 8 nha, y bằng 8 ha, thì nó xuống như này y cộng cộng lên thì lúc này bằng 9, à bằng 9 ha, bằng 9 thì sao, nó chạy lên đây nó kiểm tra, à kiểm tra là gì, ê, 9 nó có bé hơn bằng 10 không, có đúng không, có thì sao, nó xuống như này nó làm công việc là gì, nó in ra số 9, à nó in ra số 9, à rồi sao, nó xuống như này nó nè bằng gì, bằng 10 đúng không, cộng lên bằng 10, nó chạy lên này nó kiểm tra, à 10 có bé hơn bằng 10 không, có đúng, thì sao, nó xuống như này ha, nó xuống như này nó in ra bao nhiêu, số 10 đúng không, số 10 ha, rồi nó xuống như này nó y cộng lên thì lúc này là y bằng 11, à y bằng 11 ha, y bằng 11 thì nó chạy lên đây thì nó sẽ là gì, 11 nó có bé hơn bằng 10 không, lúc này là gì, ở đây nó sẽ là phone, à phone, phone thì sao, phone thì nó sẽ dừng vòng lặp, à nó dừng vòng lặp này, đấy nó dừng cái vòng lặp này là nó sẽ sao, kết thúc cái vòng lặp luôn, đấy vậy thì khi mà mình chạy như thế này ra thì sao, thì giá trị của cái khi mà mình in ra nó chạy lên màn hình nó chính là gì, từ 1 đến 10 ha, từ 1 đến 10 ha, đây mình chạy cho các bạn xem đây ha, đấy các bạn sẽ thấy đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, à đấy ha, rồi ok chưa các bạn, ok không, ok cái thằng quay này chưa, cái đã hả, ok cái thằng quay này chưa, ờ à, sao bảo ủa thầy, cái spring á thầy, là cái gì cái dòng mà spring á, cái này hả, đúng rồi, à, ừ. khi nào mình biết là có dấu và đằng sau y, và khi nào biết không cần dấu và vậy thầy, à ok cái thằng này nè nha, khi mà các bạn in ra giá trị á đây nè, à, đầu tiên nha các bạn phải hiểu nha, các bạn phải hiểu là khi mà cái biến nha mà nó có dấu và ở trước, à, có vài ở trước nha, có vài ở trước là có nghĩa là mình muốn lấy cái gì, mình muốn lấy địa chỉ của cái thằng đó, còn nếu như mà nó không có dấu và á thì nó là gì, lấy giá trị của thằng đó, à, lấy giá trị của thằng đó nha, thế nên là các bạn sẽ thấy ha, các bạn sẽ thấy nó có một cái trường hợp mà nó có dấu và ở đây nè, à, đến thời điểm hiện tại nha, đến thời điểm hiện tại thì có một cái trường hợp mà nó có dấu và ở đây là khi mà mình scan F đúng không, scan F ví dụ như là phần trăm D rồi mình và y như thế này nè, đúng không, thì tại sao mình lại có dấu và này, à, mình có dấu và này có nghĩa là như thế này nè, khi mà cái thằng nào mà nó có dấu và này nè, có nghĩa là gì, nó muốn lấy địa chỉ của cái thằng này ở trong cái bộ nhớ của mình, à, lấy cái thằng này ở trong bộ nhớ của mình để việc gì, để mình gì, mình lưu giá trị vô cho thằng này, à, mình lưu giá trị vô cho thằng này, có nghĩa là gì, khi mà thằng này mà nó thay đổi á, thằng này thay đổi nha, ứng với cái thằng scanf này nha, có nghĩa là để mà gì, để mà mình lưu được một cái giá trị mà người dùng nhập vào cho cái biến y này nè, thì là gì, mình phải tìm tới cái địa chỉ nhà thằng đó, à, mình phải tìm tới địa chỉ nhà thằng đó và sao mình gán giá trị vô cho thằng đó,
Mình gán giá trị vô thằng đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thằng mà người dùng nhập vô là nó muốn gửi quà cho thằng này, muốn gửi quà cho cái thằng Y này nè, thì sao? Mình phải biết địa chỉ nhà nó chứ, đúng không? Mình phải biết địa chỉ nhà nó để mình mới gửi quà được cho nó. Đấy, thì ở đây nó sẽ là dấu vào. Còn những cái trường hợp ví dụ như printf như thế này nè, printf như thế này mà sao mà nó y như thế này thôi á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình muốn là mình gì, mình chỉ in ra gì, giá trị thôi, mình in ra giá trị thôi chứ mình không có cần phải lấy địa chỉ nhà nó, mình cũng không cần in ra địa chỉ nhà nó luôn. Đấy, cái này là có gọi là giá trị, giá trị của cái thằng y. Còn cái thằng và y này á, là gì? Là địa chỉ của cái thằng y này, địa chỉ ở trong bộ nhớ của thằng y này. Hiểu không vợ? Hiểu không Bảo? Dạ hiểu thầy. Hiểu đúng không? Ok dạ. Ok rồi đúng không? Ok. Rồi ok. Rồi vậy thì cái thằng Y này nè, bây giờ mình trở lại thằng Y. Rồi các bạn đã hiểu về cái thằng Y chưa? Về cái bản chất của thằng Y này chưa? Các bạn đã hiểu về cái bản chất của thằng Y này chưa? Có nghĩa thằng Y có nghĩa là gì? Mình sẽ kiểm tra điều kiện này trước. Kiểm tra điều kiện này trước. Nếu như điều kiện này còn đúng thì mình sẽ làm công việc ở dưới này. Còn đúng thì mình sẽ làm công việc ở dưới này nha. Đó là thằng Y. Ok ha. Rồi vậy thì bây giờ thằng Do Y ha, bây giờ thằng Do Y ha, thằng Do Y ha. Rồi vậy thì cái thằng Do Y nó như thế nào? Rồi thằng Do Y nó như thế này, mình cũng cho là cái y bằng một luôn ha, mình cũng cho y bằng một luôn. Rồi mình sẽ như thế này nè, mình thay vì là mình sử dụng cái thằng này ha, mình copy lại đi ha. Rồi nó sẽ như thế này, đây bỏ nha, mình là gì? Do Y. Đấy, mình đu quay ha, mình bắt cái thằng này ra luôn. Rồi mình qua như thế này nè. Đấy, qua như thế này nha. Rồi, cái này mình cũng là gì? Y nó cũng bé hơn hoặc bằng 10. Y nó còn bé hơn bằng 10. Đấy. Đấy, như vậy nè. Đấy, như vậy nè. Vậy thì cái thằng đu quay này nó khác gì với thằng quay? Khác gì thằng quay? Thì cái công việc mà nó chạy ở đây nó như sau này các bạn. Mới vô nó gặp thằng Do Y đúng không, thì nó sẽ thực hiện cái công việc này đầu tiên ha, thực hiện công việc này đầu tiên nha, thực hiện cái công việc này đầu tiên này. Rồi vậy thì khi mà thực hiện công việc này đầu tiên thì có phải là lúc này nó in ra là số 1 không, đúng không? Nó in ra số 1 ha. Sau đó là gì? Y của nó sẽ tăng lên một đơn vị, thì lúc này y của nó bằng 2. Y của nó bằng 2 nha. Rồi sau đó là gì? Nó xuống như này, nó chết điều kiện. Xuống như này nó chết điều kiện ha. Y có bé hơn bằng 10 không? Có đúng không? 2 bé hơn hoặc bằng 10 không? Có. Có thì sao? Nó quay lên đây nó làm tiếp, thì lúc này là nó in ra là gì? In ra y lúc này bằng 2. Rồi nó xuống như này, có không vậy ha, nó tăng lên 3. Thì lúc này nó xuống như này nó chết 3, nó có bé hơn bằng 10 không? Có. Có thì sao? Nó chạy lên này nó sao? Nó in ra 3. Nó in ra 3. Nó in ra 3 ha. Rồi bên này nó bằng 4. Bằng 4 ha. Rồi cái này bằng 4. Rồi sao nữa? Rồi nó chạy lên đây. Đấy, nó cứ lặp đi lặp lại ha, lặp đi lặp lại ha. Lặp đi lặp lại nó chạy lên đây nó in ra 4. Rồi sau đó là chấm 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 chấm. Đến gì? Đến khi mà thằng Y này nó in ra được số 9 này. Nó in ra được số 9. Nó in ra được số 9 nha. Thì sao? Thì lên lúc này nó tăng lên 10. Thằng Y này nó tăng lên 10. Thì 10 nó có bé hơn bằng 10 không? Có thì sao? Nó chạy lên này nó in ra bao nhiêu? Nó in ra bao nhiêu? 10, số 10. Đúng không? Nó in ra số 10, đúng không? Rồi nó xuống như này nó in ra là 11. Nó in ra 11 nha, nó in ra 11 nè. Rồi nó xuống như này sao? Nó chết. Nó chết ha. 11 nó có bé hơn bằng 10 không? Không. Không thì sao? Nó dừng vòng lặp. Nó dừng vòng lặp. Vậy thì ngay lúc này cái thằng Do Y của mình á, nó sao? Nó sẽ in ra là cũng từ 1 đến 10 luôn. Đây mình chạy cho các bạn xem. Đấy, nó cũng ra là từ 1 đến 10 luôn. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ có cái ví dụ nào mà sao? Mà nó sao? Nó khác với cái thằng Y với Do Y này. Đây, mình sẽ có một cái ví dụ như thế này nè. Bây giờ mình copy lại cái thằng Y mới nãy ha, mình bỏ lên đây nè. Đấy. Rồi, nó cũng print như thế này. Các bạn sẽ thấy á là nó sẽ có hai cái trường hợp này nè. Cái trường hợp này với cái trường hợp ở trên á, thằng Y với thằng Do Y ở trên á. Nó sao? Nó cùng chung ra in ra là một cái giá trị là gì? Từ 1 đến 10. Đúng không? Từ 1 đến 10 đúng không? Đây, từ 1 đến 10. Rồi. Bây giờ giả sử nha, giả sử ở đây nè. Ở đây nha các bạn, mình cho y của mình bắt đầu bằng 11.
y bắt đầu của mình bằng 11. Vậy mình đố các bạn nha, mình đố các bạn. Thì thằng y này nè, thằng y này. Nó sao? Nó có hiển thị ra, nó có in ra trên màn hình kết quả nào hay không? Không. Không. Đó, tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại vì điều kiện nó sai. Điều kiện nó sai, đúng không? Đây ha, điều kiện lúc này là y bằng 11, nó có bé không bằng 10 không? Không, đúng không? Thì sao? Điều kiện này nó sai. Thế nên là gì? Nó sẽ không thực hiện cái vòng y này. À, nó không thực hiện vòng y này ha. Rồi đây, mình chạy cho các bạn xem ha, mình comment like cái thằng này lại nha. Rồi chạy cho các bạn xem này. Đấy, các bạn không thấy là nó in gì hết nè. À, nó không in gì hết nha. Rồi, vậy thì mình đố các bạn là cái thằng do y á, cái thằng do y này. Thì đối với cái thằng này nè, thì nó có in ra được kết quả nào hay không? Thứ hai là được, được rồi. Được hả? À, rồi, được là nó in ra là kết quả bao nhiêu? 11 này. 11 hả? Ok, tại vì sao? Tại vì sao nè? Tại vì là nó làm trước khi nó xét điều kiện. À, đúng rồi ha, có nghĩa là nó sẽ làm trước khi nó xét điều kiện ha. Nó thực hiện công việc trước. Đúng ha, có nghĩa là nó thực hiện công việc trước. Thế nên là gì? Ngay vô đây là sao? Nó sẽ thực hiện cái công việc này đầu tiên trước này. À, sau đó là gì? Nó mới thực hiện xong công việc thì sao? Nó mới check điều kiện ở đây. À, thế nên là đây khi mà mình chạy lên này. Chạy lên. Đấy, các bạn sẽ thấy là gì? Nó sẽ in ra được số 11. À, đấy, nó được in ra số 11 như ở đây nè các bạn. Đấy, ok không các bạn? Ok không? Đấy, các bạn chỉ cần là các bạn sao? Các bạn chỉ cần là gì? Các bạn chỉ cần là biết được cho mình ha, biết được cho mình là sao? Cái thằng y với thằng do y nó khác nhau cái gì thôi là ok. À, ok ha, ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Ok đâu thầy. Khi nào dùng y, khi nào dùng do y thầy? À, khi nào dùng y, khi nào dùng do y đúng không? Thì nó sẽ ứng vô cái tính chất của nó ha, ứng vô cái tính chất của nó. Đây, ví dụ như là khi mà các bạn muốn thực hiện một cái công việc nào đó trước đầu tiên, sau đó các bạn muốn kiểm tra điều kiện thì các bạn sử dụng do y. À, còn khi nào mà các bạn muốn check điều kiện luôn á thì sao? Các bạn sử dụng y thôi. Đó, có nghĩa là tùy theo cái công việc của mình. À, tùy theo cái công việc của mình. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là người dùng kia là nhập N. À, người dùng nhập N. Rồi sau đó là gì? Mình muốn in ra, mình muốn in ra là gì? Từ 1 đến N. À, người dùng nhập N muốn in ra từ 1 đến N thì các bạn sao? Các bạn có thể sử dụng cái thằng nào cũng được. Sử dụng thằng nào cũng được hết. À, còn ví dụ như nó kêu là gì? Nếu như mà nhập N vào mà N nó bé hơn 0 thì cho người dùng nhập lại. Nha, nếu như mà nhập N vào nha. Nhập N mà N mà nó người dùng nhập á, mà nó bé hơn 0 thì bắt người dùng nhập lại. À, nó chỉ chấp nhận là lớn hơn 0 thôi. Vậy thì ở đây nó sao? Ở đây thì mình phải bắt buộc mình phải sử dụng là do while. Tại vì sao? Tại vì mình phải cho nó thực hiện công việc trước đã, mình mới biết được là gì? Biết được là nó âm hay là không. Ha, nó âm hay là không. Còn cái thằng y này sao? Mới vô một phát thì đâu có thực hiện công việc gì đâu, sao nó biết được là âm hay không mà gì? Nó bắt người dùng nhập lại. Đúng không? Đấy ha, có nghĩa là gì? Tùy theo công việc. Nha, tùy theo cái chức năng của mình. Nó chỉ có một số cái chức năng thôi, một số cái chức năng mà nó sử dụng cái do y này thôi. À, ví dụ như là gì? Ví dụ như là nhập nè. À, nhập một cái gì đó, hoặc là mình xét một cái gì đó thì mình sao? Mình phải cho người dùng nhập trước, phải có cái giá trị trước rồi mình mới kiểm tra được thì mình sẽ sử dụng do while. Còn lại thì sao? Người ta sẽ sử dụng gì? While với lại gì? Một cái vòng lặp nữa là vòng lặp for mà bữa sau chúng ta học đấy. À, đấy ha. À, thế nên là tùy theo cái tính chất của mình. À, tùy theo cái bài của mình nha. Nha. Rồi. Vậy thì để mà các bạn hiểu rõ hơn ha, hiểu rõ hơn cái đống này thì mình sẽ có một số các bài tập. À, mình sau sẽ có một số các bài tập để cho các bạn hiểu rõ hơn cái đống này. À, rồi, vậy thì cái bài tập đầu tiên mình sẽ làm mẫu ha. Bài tập đầu tiên đây. Đây, bài tập đầu tiên nha. Rồi, thì cái bài tập đầu tiên của mình nó là cái gì? Ôi trời. À, đây, thôi mình gán cho các bạn. Đây, gán cho các bạn để các bạn xem ha. Rồi, đây, đấy, cái bài tập đầu tiên này. Mình sẽ là gì? Mình viết chương trình ha, yêu cầu người dùng nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1 đến 100. Đấy ha. À, nếu người dùng nhập số khác thì yêu cầu nhập lại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho người dùng nhập từ 1 đến 100 thôi. Còn nếu như mà không phải ở trong cái khoảng từ 1 đến 100 thì bắt người dùng nhập lại. À, thì bắt người dùng nhập lại. Đấy ha. Vậy thì nó như thế nào nè?
cái này là mình phải biết gì, mình phải biết giá trị của người ta trước ha, sau đó là gì, mình mới xem thử là nó có nằm ở trong khoảng 1 đến 100 hay không, đúng không? Phải cho người dùng nhập trước đó, đúng không? Phải cho người dùng nhập trước, sau đó là mới biết được là nó từ 1 đến 100 hay không. Thế nên là ở đây mình phải sử dụng là cái gì các bạn? Mình phải dùng là do why, đúng không? Có nghĩa là gì? Mình phải cho người dùng nhập trước đã, rồi mình mới kiểm tra được, đúng không? À, đây ha, mình sẽ là gì? Nhập n từ 1 đến 100 ha. À, đấy, sai thì nhập lại, đấy, ha, sai thì nhập lại. Rồi vậy thì cái bài này mình sẽ làm như thế nào? À, mình sẽ làm như thế nào này? Rồi vậy thì cái bài này mình sẽ làm như thế này này các bạn. Đây ha, ở đây mình sẽ cho một cái là in n, có nghĩa là gì? Một cái biến n mà lưu giá trị của người dùng nhập. À, một cái biến n mà lưu giá trị của người dùng nhập ở đây. À, rồi ok. Rồi sau đó là mình làm gì? Mình sẽ cho gì? Cho người dùng nhập vô trước, đúng không? Nhưng mà ở đây mình sẽ có cái khoảng, đúng không? Khoảng từ 1 đến 100. Nếu như mình nhập sai nhập lại thì ở đây mình sẽ sử dụng là do while. À, do while ha. Do while nha, do while ha. Có nghĩa là gì? Mình phải cho người dùng nhập n ở trong cái thằng do này trước, sau đó là gì? Mình mới kiểm tra cái n đó nó có thuộc khoảng hay là không. Đúng không? Ha. Thuộc khoảng hay là không ha. Đây, vậy thì ở đây từ 1 đến 100 các bạn phải gì? Các bạn phải suy luận ra nha, từ 1 đến 100 có nghĩa là gì? Có nghĩa là có phải là cái thằng n của mình á nó nằm gì? Nó nằm kiểu dày đúng không? Đây, nó nằm kiểu như thế này này. Đúng các bạn. Đúng không? Từ 1 đến 100 là khoảng từ 1 đến 100. À, khoảng từ 1 đến 100 này. Vậy thì gì? Vậy thì nếu như mà nó như thế này là có nghĩa là nó nằm đúng đúng không? Vậy thì trường hợp nào mà sao mình phải cần nhập lại thì có nghĩa là gì? Nó ngược với cái điều kiện này. Đúng không ha? Nó ngược với điều kiện này thì ngược với điều kiện này á là nó là cái gì các bạn? Nó là cái gì? Thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là cái n của mình á nó sao? Nó phải là bé hơn bao nhiêu các bạn? Bé hơn gì? 1. Bé hơn 1. Ok, rồi bé hơn 1 ha. Cái điều kiện là nó bé hơn 1 có nghĩa là gì? Nằm ở trong cái khoảng gì? Đây nè, đây. Mình vẽ theo một toán đây là các bạn sẽ biết. Đây, mình sẽ có một cái đồ dây, một cái đoạn dây đúng không? Ha, đây một cái đoạn dây như thế này. Đấy. Rồi số 1 là ở đây, rồi số 100 ở đây, đúng không? Thì cái khoảng cho phép của nó là trong cái khoảng này. Đúng không? Ha, khoảng cho phép của nó là trong khoảng này. Vậy là cái khoảng mà người dùng mà nhập mà sao? Nó không có phải trong khoảng này là khoảng nào? Khoảng này đúng không? Và cái khoảng nào? Và khoảng này. Đúng chưa? Vậy thì cái khoảng này nó là cái gì? Nó là có phải là n của mình nó sao? Nó bé hơn 1 không? Đúng không? Cái khoảng này nè, cái khoảng này là n bé hơn 1. Còn cái khoảng này là khoảng nó sao? N nó sao? Lớn hơn 100 đúng không? Đúng các bạn? Đúng không? Đấy, còn cái khoảng này là ok này ha, cái khoảng ở dưới này là khoảng ok. Vậy thì gì? Trường hợp mà để cho nhập lại có nghĩa là n bé hơn 1 hoặc là gì? Hoặc là n lớn hơn 100. Ha, hoặc là n lớn hơn 100. Ha, đây, bé hơn 1 hoặc là gì? Hoặc là n lớn hơn 100. Nha, ha, đấy, hoặc là n lớn hơn 100. Nha, vậy thì ở đây cái điều kiện ở đây nó chính là gì? N của mình ha, n của mình sao? Nó bé hơn 1. Ha, và gì? Hoặc cái gì các bạn? Hoặc là n nó lớn hơn 100 thì sẽ gì? Sẽ cho gì? Sẽ cho người dùng làm lại công việc ở trong đu. Đúng không? Sẽ cho người dùng làm lại công việc ở trong đu. Đúng không? Vậy thì ở trong việc ở trong đu lá là gì? Mình sẽ in ra ha, nhập n. Đấy ha, công việc còn trong đu của này. Đấy, nhập n. Đây, phần trăm d rồi gì? Và n thôi. Đấy ha, và n đây này. Đấy, đây là cái công việc ha, công việc ở trong cái thằng do while của mình. Ha, đây ha. Đây mình chạy cho các bạn xem này. Đây, nó kêu nhập n đúng không? Mình nhập -1, enter một phát. Đấy, nó kêu gì? Nhập lại đúng không? Tại vì sao nó mới sai? Nó sai đúng không? Rồi mình nhập gì? 115, enter một phát. Vẫn sai luôn đúng không? Tại vì gì? Nó nằm ở trong khoảng từ 1 đến 100 mà. À, đây, mình nhập là gì? 68, enter một phát. Đấy, đúng thì sao? Nó dừng lại. À, kết thúc. Đấy ha, nó kết thúc. Đấy ha, cái đó là cái thằng đu while như thế này. Hoặc là các bạn muốn hoa lá hẹ hơn đúng không? Hoa lá hẹ hơn là kêu là mày nhập sai rồi, nhập lại đi đúng không? Thì mình sao? Mình chỉ cần sử dụng một cái if ở trong này thôi các bạn. Ở trong cái thằng do while này, mình if. If cái gì? If cũng là cái điều kiện này luôn nè các bạn. Đấy ha, if cũng là điều kiện này luôn nè.
có nghĩa là gì, nó thuộc cái điều kiện này thì sao, mình sẽ in ra thêm một câu nữa ha, mình in ra thêm một cái câu nữa là gì, mày nhập sai rồi ha, nhập sai rồi đấy ha, rồi à, nhập là đi ha, nhập là đi, không tao quánh đấy ha, đấy không tao quánh đấy, vậy đó đấy ha, đấy mình sẽ thêm một cái if này nữa để mình hóa lấy hệ hơn là kêu là ừ mày nhập sai rồi mày phải nhập lại đi ha, nếu không là tao đánh á ha, đấy thì khi mà mình chạy ra ha, mình chạy này mình nhập là gì, trừ một đúng không, enter một phát nó kêu là mày nhập sai rồi đúng không, nhập lại đi không tao đánh, đấy nó cho mình nhập lại ha, mình nhập sai nữa đấy, nó vẫn nói lại vậy ha, nó vẫn nói lại vậy ha, còn khi là sao mình nhập đúng đi, nhập đúng thì sao, nó sẽ dừng ha, nó sẽ dừng đấy ha, đó đó là cái thằng mà bài đầu tiên của mình ha, cái bài đầu tiên của mình nó như vậy này các bạn ha, bài đầu tiên của mình nó như vậy thôi đấy, đơn giản vậy ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ qua bài thứ hai đấy, mình bài thứ hai ha, bài thứ hai này, bài thứ hai ha. Rồi mình đã demo một bài rồi ha, mình đã demo một bài rồi đúng không, bây giờ là bắt đầu là bài thứ hai, là các bạn bắt đầu làm chứ đúng không ha, bài thứ hai các bạn bắt đầu làm nha. Rồi ok, rồi bạn nào có, bạn nào xung phong không, bạn nào xung phong các bạn làm cái bài này giúp mình không? Đó, bạn nào xung phong làm cái bài này giúp mình không? Đó, rồi cái bài số 2 này mình sẽ viết cái chương trình đó, yêu cầu người dùng nhập vào một số bất kỳ và in số đó ra màn hình. Nếu như mà người dùng nhập không á thì sao, mình sẽ thoát chương trình, và ngược lại thì mình sẽ cho nó nhập liên tục ha, à, mình cho nó nhập liên tục. Rồi các bạn nào có xung phong không, xung phong đi. Để chờ làm thử xíu thôi. À, ok ok, làm thử xíu nha. Ok. À Diễm đúng không? Rồi mời Diễm. Trời ơi, Diễm xung phong đầu tiên này. Rồi mời Diễm. Rồi, cái chương trình của nó là gì? Mình sẽ viết gì? Mình sẽ cho người dùng nhập vào một số bất kỳ đúng không, à, nhập vào số một bất kỳ, sau đó là nếu như mà nhập số 0 thì mình thoát chương trình, à, đúng chưa vậy, nhập đúng không ạ? À, nhập thử thôi, nhập số 0 là thoát chương trình mà, alo. Sai rồi, đấy nó bị ngược rồi. Nhập số 0 là thoát chương trình mà. À, nhập tự xe. À, nhập số khác thử xem, nhập thứ khác thử nó có đứng không, nó có dừng chương trình không. Ủa chạy chưa hả, chạy chưa, chưa thấy, chưa thấy Diệm ơi, chưa thấy, chưa thấy. Được chưa? Được chưa? Chạy rồi thầy, mà điều kiện nó bị ngược. Nó bị ngược đúng không? Rồi, sửa lại đúng rồi đúng không? Sửa lại rồi đúng không? Dạ chưa. Ủa, gì kỳ vậy? Rồi, bạn khác ơi, Thanh thử đi Thanh. Thanh nè, Hồng Thanh. Thử coi. Em vô làm cái này từ từ rồi. À, từ từ hả? Ok ok. Rồi, bạn nào, các bạn cứ tự tin ha, các bạn cứ share lên nè, sai thì sửa, sai thì các bạn góp ý thôi. Không có gì mà phải đắn đo ở trong này hết. À. Sao Vũ? Vũ sao vậy? Vũ mình phải lên trước chứ hả? Mình phải dẫn đầu trước chứ. À,
xin sao thầy? Ý là mình dẫn đầu đi hả? Mình dẫn đầu bài đầu đi hả? Bài nào đi thầy? Trời ơi. Bây giờ em không, bây giờ em lo làm bài 5 với bài 4. À vậy hả? Cái bài đầu này, cái bài mà viết chương trình á, yêu cầu nhập một số bất kỳ, sau đó là in ra màn hình. Nếu như mà người dùng nhập số 0 á, thì mình thoát chương trình. Ngược lại thì mình nhập liên tục. Đấy, bài đó đó. Cái nhập liên tục là nó cứ nhập hoài hay là mình đúng được rồi, nhập hoài tục? nhập hoài là nó hiện ra cho mình nhập hoài á. Ok chứ hả mày. Để em suy nghĩ là cái có chút xíu. Ok. Em show thử nhé thầy. Ok Viên. Thầy thấy màn hình của em chưa ạ? Rồi ok, lên rồi. Nhập thư số 4. Nhập số 0 là nó thoát. Ủa, mình làm quay hả? Mình làm đu quay được không? Đu quay anh thầy. Chứ thấy cái thằng printf với thằng scanf kia giống nhau mà, làm đu quay thử xem. Đúng rồi. Thôi biết, chạy thử coi. Như con người thiếu. Từ thầy. Sửa xíu thầy. Sửa đi. Đâu, Diễm show lên lại coi. Show lên lại chứ gì, bát dữ vậy. Nhập thử coi. Nhập số khác mình coi. Ok. Nhưng mà sao cái thằng printf ấy. Cái thằng kia để làm gì vậy? Sao nó giống nhau vậy? Sao cái dòng số 7, số 8 với số 10, số 11 nó giống nhau ạ? Mình làm cách nào mà mình không giống nhau được không? Có nghĩa là mình lấy một dòng thôi. Lấy dòng à? Bỏ dòng if đi Diễm. Thảo hả? Thảo giơ tay đúng không? Rồi mời Thảo. Rồi. Chị hết rồi, mức lương công nghệ thông tin 2021. Trời ơi. Dễ sợ. Rồi, nhập số 0 xem. Ok. Rồi ok ha. Đấy, mình chỉ còn đơn giản. Từ từ gì vậy? Từ từ Thảo, cái gì mà nôn vậy? Chưa gì hết mẹ, nôn ghê á. Đấy ha, mình chỉ cần là đơn giản là như vậy thôi ha các bạn ha. Mình chỉ cần là sao? Mình chỉ cần là sử dụng một cái gì? Một cái thằng ha, một cái thằng do while ha, do while, và mình scan app ở trong cái thằng đó là ok ha. Rồi ok. Rồi cảm ơn Thảo ha. Rồi cảm ơn bạn Thảo rất nhiều.
Rồi mình sẽ gửi cái bài lên lên lại ở trên cái group nha. Thảo gửi gửi cái file lên group nha cho mấy bạn tham khảo nha Thảo. Rồi cảm ơn Thảo ha. Rồi ok ha. Cái bài 1 mình khởi động như vậy thôi nha. Bài 1 cái bài số 2 mình khởi động như vậy thôi ha. Bắt đầu là bài số 3 và số 4 là nó hơi mình sẽ kết hợp kiến thức. À, mình sẽ kết hợp kiến thức giữa những cái mà mình đã làm rồi ha, mình đã học rồi đúng không? Là cái gì? IFL đúng không? Squid K nè, với thằng Do While của mình. À, mình sẽ kết hợp kiến thức. À, kết hợp kiến thức ha. Rồi. Vậy thì bây giờ bài số 3 mình có 3 câu ha, mình có 3 cái câu nhỏ, mình có cái 3 câu nhỏ ở trong đó. À, rồi vậy thì chắc mỗi bạn mỗi câu hả? Mỗi bạn mỗi câu đi hả? Sao sao Hồng Liêm một câu đi hả Hồng Liêm? Hả? Là một câu đi chứ Liêm. Hồng Liêm đó, Nguyễn Hồng Liêm, còn bạn kia là Hồng Liêm mà. Em Hồng thầy ơi, tại đánh thiếu dấu á. Ủa gì vậy? Ủa Liêm, Hồng Liêm luôn hả? Ok, vậy thì Hồng Liêm Venom. Hồng Liêm Venom trước. Rồi xong rồi tới Hồng Liêm không phải Venom ha. Thôi thầy không làm. Nhức đầu quá. Ôi trời. Nhức đầu hả? Nhức đầu rồi sao? Rồi có hiểu không vậy? Có thầy. Làm gì anh? Hiểu quá. Làm biến quá. À, làm biến hả? Rồi trời. Một xem. Rồi, bài số 3 nè, làm câu đầu tiên thử đi Liêm, Hồng Liêm nè. Hồng Liêm. Ok. Xuất màn hình các số trong phạm vi 1N. Ừ. Dùng Y hoặc là do Y nha. Tức là ví dụ như em nhập số 10 thì nhập từ 1 cho tới 10 ra hết luôn đúng không? Đúng. Hay rồi, sao? Đúng. Nó sẽ okay. In ra màn hình là từ 1 đến 10 đó. Ok. Ủa, xem màn hình lên cho các bạn xem chứ. Thì người ta làm xong người ta mới share chứ. Ủa, mình có phải real time chứ hả? Mình có real time chứ. Đúng không? Chơi khó nhau vậy. Sao, có được không? Nếu không, mình kêu bạn khác nha. Trời ơi, được. Đây. Kêu bạn khác ấy. Chứ không giỡn đâu, cái này là... vồ vập lắm á. Vũ đang đớp thời cơ kìa. Vũ đang chuẩn bị đớp thời cơ chứ không giỡn đâu. Đúng Vũ. Chờ gì đó. Bạn Vũ. Làm đi. Nhường hả? Rồi ok, bạn nhường cho Vũ đi. Vũ làm sao mà nể mặt Vương được nha Vũ, chứ nó không là tiêu nha Vũ. Vương xem lại. Cậu ba. Ba. Cậu ba rồi. Ừ, câu 3A thôi, câu 3A thôi. Dạ. Ừ. Cái số trong phạm vi từ 1 đến N hả? Đúng rồi, từ 1 đến N. À rồi trời ơi, tự nhiên quên nhập N.
thôi 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 kiểu vậy à, đứng luôn rồi những cái làm gói quá cái quên luôn em. Ủa, quên thầy ủa các ai làm gì đâu mà rối, nghĩ cái bài khác phải kêu Vương liền đúng không, đúng không Bảo, chứ kiểu dây là tiêu rồi, kêu Vương xem lại cái vụ mà nhóm đồ của Vũ đi chứ kiểu dây là tiêu rồi. Trời em sợ Vương lắm. Quên quên thôi, như cái viết cài lia chia luôn nào mọi người. À, cho chạy chạy từ y tới 10 đi rồi. À, đi. Một nó chạy từ một đó để mình khoảng cách ra nha, nhất nó tách ra xíu. À, có thể dùng sạc tê cũng được hoặc là sạc em cho nó xuống hàng. Chính đi. Đó. Ok rồi, ok ha, rồi bài đầu tiên rồi, cảm ơn Vũ. Vũ share bài này giúp mình nha. Dạ. Ủa dùng Y hả? Ờ thì dùng đủ Y cũng được Liêm. Liêm muốn xài gì Liêm xài. Dùng for cũng được, cái dùng cái gì cũng được hết. Rồi chưa học, rồi chưa học. Vũ ơi, Vũ ơi. Tém lại, tém lại, tém lại. Mình mới tới Y thôi nha các bạn. Y đủ Y thôi á. Rồi, ok. Rồi vậy chắc chắc Hồng Liêm chắc làm câu 3B chứ hả? Hồng Liêm Venom nè, làm câu 3B chứ hả? Hả? Sao sao Liêm? Làm câu 3B đi cho mấy bạn có cho mấy bạn tham khảo nè. Ủa gì kỳ vậy? Em làm câu 3B rồi này hả? À ok rồi, Viên hả? Viên phục thù lại đúng không? Rồi ok. Viên sâu lên nè, 3B nè. Vũ, Vũ gửi nha Vũ, gửi file nha Vũ. Thầy thấy màn hình của em chưa thầy? Rồi, thấy. Em nhập mà 6 là trong khoảng từ 1 tới 6 là có 246. À, là có nghĩa là bạn bài bài của Viên là sử dụng hai cái vòng luôn đúng không? Một cái vòng là mình phải giới hạn cái N lại là phải là gì? Đó, đúng không? Không phải. Dạ. Em ủa? Cứ quay em làm thầy. À cái quay ở dưới đúng không? Cái quay ở dưới. Dạ dạ, quay ở dưới. À dạ. Cái quay ở dưới. À à ok ok, xuất ra màn hình số chẵn trong phạm vi từ 1 đến N. Dạ. Ok, đúng rồi ha. Có nghĩa là mình sẽ dùng cái if thôi. Dùng cái if là mình chép cái số của mình thôi. Dạ. Làm bài 3 luôn hả thầy? Làm câu C luôn hả? À, ok, rồi Viên thích thì làm câu C luôn đi. Cho mấy bạn tham khảo luôn. September là ai vậy? Tháng 9 là ai ạ? À? À, cái gì rồi? Không không, ý là mình đã hỏi cái tháng 9 September ở trên Google Meet. À, khai khai danh báo tánh coi. Câu sơ là cái gì vậy thầy? Thầy ơi, câu sơ là chia hết cho 3. À, sao Vũ? Số lẻ không chia hết cho ba. Số lẻ không chia hết cho ba nha. Đấy, dạ, nâng cấp lên một xíu. Biết hey, cái chỗ câu 5. Cái chỗ câu 5 hình như nó thiếu gì, nó thiếu đề gì thầy. À à à, ok ok ok. Hèn chi. Rồi câu 5 đúng không? Đấy. 5 6 luôn ấy. Vậy là ở trong cái total cũng thiếu hả? Đây thầy, em nhập 11 đi. À quên, em quên chạy, em quên trọng sơ. Nhập 11. 1571. Ok, 1571. Ok. Yeah. Rồi ok Viên. Rồi, cảm ơn Viên. Rồi Viên Viên gửi bài lên giúp mình. À
à mình gửi nhầm số nha các bạn, mình có 5 bài thôi, cái bài kia mình đã làm rồi mà, mình có 5 bài à, gửi nhầm số thôi. Rồi ok. Rồi. Sao các bạn nào không hiểu hay là như thế nào đó không nè? Không hiểu chỗ nào mình cứ mạnh dạn nha, mình cứ mạnh dạn mà mình bày tỏ nha, để mình biết ngõ, mình nói lại cho. Nha. Thôi mình chờ một bạn nào đó làm bài số 4 thử xem. Khánh Duy hả? Ok, rồi mời Khánh Duy. Show lên cho mấy bạn cùng xem nè. Nói cách làm cho mấy bạn sẽ nghe luôn nha Duy. Nói cách làm tại sao mà mình làm như vậy ha. Để em chạy thử. Ví dụ ấn thấy không thầy, thấy cái chỗ terminal của em. À thấy nhưng mà nó bị nhỏ. Nghe cái mic nó bị nhỏ. Không, em nói là cái terminal thấy không à? Thấy. À, ví dụ ấn 125. Ừ. Thì nó ra 8. Để mình giải thích chi tiết luôn. Phóng to xíu nè. Phóng to có xíu. Ok. Ví dụ mình nhập N là bằng 125 đúng không? Thì điều kiện ở đây N phải khác không? Chạy khác không à? Ý tưởng của mình là mình lấy từng phần ra, ví dụ lấy 5 ra, xong mình lấy 2 ra, lấy 1 ra rồi cộng. Ở đây mình dùng phép chia có dư. Ví dụ như là 125 chia cho 10 thì dư 5. Rồi á, từ cái dư 5 này mình cộng vô S tổng á. Ở đây là cái tổng này là nó có 5 trong đây rồi. Rồi N này nó vẫn bằng 125 nha. Này mình lấy N chia là nó còn 12. Thì 12 thì nó vẫn khác không, nên nó vẫn chạy cái dòng while này. Tiếp tục thì mình 12 ra mình chia 10. Mình chia 10 mình sẽ thêm được số 2, mình cộng 2 vô. Thêm cái này. Để thêm cái N chia bằng 10 nè. Rồi mình cuối cùng là mình còn được 1. Vẫn khác không nên nó vẫn chạy dòng while. Rồi nó thêm khúc cuối nó tách ra. Lấy nó lấy phần dư là 1, nên mình cộng vô 1. Lúc này là nó bằng 0 rồi, nên nó cái dòng while này nó sẽ không chạy nữa. Rồi mình cứ in cái tổng ra này. Ok ha. Có nghĩa là cái bài của bạn Duy á, là áp dụng cái vòng while ha, một cái vòng while, và điều kiện của nó là đến khi nào mà N của nó sao nó bằng 0 thì mình dừng ha. Có nghĩa là vòng while mà khác 0 á thì sao, thì mình còn làm tiếp ha, mình làm tiếp thôi. Thì ở đây á, là bạn Duy á, mới sử dụng là một cái phép chia ha, mình sử dụng hai cái phép chia, đó là phép chia lấy nguyên và phép chia lấy dư, đúng không? Cái đầu tiên á là bạn
bạn Nguyên làm gộp luôn ha, bạn Nguyên làm gộp luôn là tính tổng, tổng bằng cách là gì, lấy cái n của mình đó, chia lấy dư ha, chia lấy dư. Thì các bạn biết là nếu như mà một số mà chia cho 10 mà lấy dư á, thì cái phần lẻ của nó chính là cái gì, nó chính là cái hàng đơn vị của số đó, đúng không? Nó chính là cái hàng đơn vị của số đó. Ví dụ như 125 này mà mình chia phần trăm cho 10 mà mình lấy dư á, có nghĩa là mình lấy được số 2 à, mình lấy được số 5 à, mình lấy được số 5 các bạn ha, à, mình lấy được số 5 đó là cái gì, phần trăm lấy dư ha. À, rồi sau đó là gì, mình đã có được số 5 rồi đúng không, thì mình sao, mình cứ tổng cộng vô cái tổng của mình ha, cái tổng ban đầu của mình là bằng 0 đó, cộng vô thì tổng lúc này là bằng 5. Sau đó là gì, sau đó là bạn Duy á, mới lấy thêm một cái nữa, đó là gì, chia lấy nguyên ha, chia lấy nguyên ha. Chia lấy nguyên có nghĩa là gì, có nghĩa là ví dụ như là 125 mà mình chia lấy nguyên á, thì phần nguyên của nó chính là bằng gì, bằng 12,5 á các bạn, 12,5 thì phần nguyên của nó là 12. Thì lúc này là n của mình nó đã thay đổi giá trị là thành là 12 ha, 12. Và sau đó là gì, nó nắm cái thằng n đó, sau nó chạy lên cái vòng y, nó kiểm tra tiếp là xem thử là 12 nó có khác không hay không ha, nó khác không thì sao, nó thực hiện tiếp công việc nữa là gì, lấy 12 chia phần trăm cho 10, chia phần trăm cho 10 thì mình được bao nhiêu, được 2 đúng không ha, chia phần trăm là chia lấy dư đó, 12 chia 10 là 1,2 thì dư 2 á ha, dư 2 thì mình sao, mình cộng tiếp vô trong cái tổng, thì lúc này là gì, 5 cộng 2, à, 5 cộng 2 rồi đúng không, 5 cộng 2 bằng 7 rồi đúng không. Sau đó là gì, nó mới lấy 12, nó chia lấy nguyên, à, lấy nguyên cho 10 đúng không. Vậy thì lúc này là n của mình nó sẽ bằng bao nhiêu, bằng 1 ha, à, bằng 1 ha, đấy, bằng 1. Sau đó là gì, nó cầm số 1, nó quay lên cái vòng ngoài, nó check tiếp, nếu như là gì, à, 1 nó khác không, không khác đúng không, khác thì sao, nó xuống tiếp tục là gì, nó lấy 1, nó phần trăm cho 10, à, lấy chia dư cho 10 thì chia dư cho 10 thì mình sẽ được bao nhiêu, được 1 ha, à, mình được 1 ha, mình được 1 thì lúc này là mình cộng vô trong cái tổng số 1 nữa là gì, 5 cộng 2 cộng 1 đấy, là lúc này là bằng 8 rồi ha, à, bằng 8 rồi ha. Sau đó là gì, lấy cái số 1 đó mình chia lấy nguyên đấy ha, chia lấy nguyên thì nó sẽ được là gì, được là 0 đúng không, 1 chia 10 lấy nguyên là được 0 ha, à, được 0. Vậy thì gì, n lúc này là bằng 0 thì nó quay lên vòng qua, nó kiểm tra một lần nữa thì gì, 0 nó khác không, không 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 còn nữa đúng không, không còn nữa thì sao, nó dừng vòng ngoài và nó sao, nó in ra cái tổng, à, cái tổng của cái số đó đấy ha, nó in ra cái tổng của cái số đó, à, đấy, cho nên là ở đây mình sẽ gì, sử dụng cái vòng ngoài và mình in ra cái gì, cái tổng là cái số 12 á, à, ở dòng 12 á ha, à, dòng 12 á nha, đấy ha. Rồi các bạn nào có câu hỏi gì không nè, có thắc mắc hay là câu hỏi gì không, hỏi liền nè, hỏi liền đi nè. Ừ, có câu hỏi thắc mắc gì không? Rồi Duy gửi giúp cho mình lên group nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ừ, rồi cảm ơn Duy. Y để làm gì hả? Y để làm gì? Y hả? Y chỗ nào ta? Duy gửi bài cho mình đi để mình xem thử y chỗ nào ta. Khai báo dư này. À, khai báo dư hả? Duy khai báo dư hả? À, vậy là Duy khai báo dư á các bạn ha, chứ thằng Y nãy giờ mình đâu có làm gì đâu. quen dùng for thầy ơi. Quen dùng for hả, ok ok, thầy đang quay nên em báo dư, à, báo dư hả, ừ, dư thôi nha cường, à, ừ ok, dư thôi nha nha cường, không có gì mà thắc mắc ở đây nha cường nha. Rồi ok cường, chắc mình ẩm luôn bài cuối hả cường hả, bài số ở trên này. Thôi thầy đang còn lúa bài trên chứ làm gì bài cuối này. Em làm xong bài cuối nhỉ? À, Vũ làm xong bài cuối luôn rồi hả? Ok. Dạ. À, Vũ nãy giờ làm. Ok ok. Tập trung cho bài cuối đúng không? Rồi. Mời Vũ ha. Ừ, rồi cái bài của mình là gì, mình sẽ nhập hai số minmax ha, hai cái số minmax á, rồi mình tính trung bình cộng các số tự nhiên chia hết cho hai ở trong khoảng minmax ha, rồi sao, rồi nhập min, nếu như mà nhập mà min mà nó lớn hơn max thì mình bắt nhập lại đấy ha. Rồi vậy thì bằng Vũ làm sao này,
không nghe gì hết Vũ à. Vũ đang nói một mình Vũ nghe đó Vũ. Em chật. Chưa có bật. Chết rồi. Là đầu tiên mình sẽ khởi tạo hai biến là min với max. Chúng ta sử dụng vòng do while. Chúng ta sẽ cho người dùng nhập vào min và max. Nếu mà min lớn hơn max thì sẽ bắt người dùng nhập lại. Rồi ok, tới đây thì chúng ta sẽ dùng thêm một vòng while để cho nó chạy từ min tới max. Và trong min max này nó chạy trong min với max này, nếu mà nó thấy những cái số nào chia hết cho hai thì cái biến tổng này sẽ cộng lên và cái biến điểm này nó sẽ bằng 1. Cho mày đúng không? Có vẻ là chưa hiểu á, có vẻ chưa hiểu nha. Để em chạy coi được không ta. Ủa? À trời lộn luôn. Ok. Trời mình lâu ý hả? Trời chút mòn cổ. Chắc em phải reset cái DC này lại quá. Bây giờ chúng ta sẽ nhập thử là min nó lớn hơn max nha. 23 nè. Ủa có thấy gì đâu? Có thấy gì đâu Vũ? À, ủa? Thấy rồi. 23. Hôm nay mình nhập 12. Enter. Ủa cái gì vậy? Ủa nó bị giật á. Rồi xong, bánh xác. Khoan mọi người. Để em lưu bài còn hả? Để em đóng cái DC là cái. Đợi xin mọi người. Em xong rồi em show luôn hả thầy? Hả? Bài gì? Bài cuối hả? Dạ. Thôi bài cuối để Vũ đi. Để Vũ, tội Vũ. Tội Vũ, để Vũ. Hãy để Vũ. Ờ hồi nãy bạn nào đó ấy show cho bạn ấy show luôn đi thầy ơi. Ủa sao vậy? Hồi nãy em nhập cái mà mát nó lớn hơn min nó thì nó chạy bình thường, mà sao nhập min nhỏ hơn mát thì nó có chạy mặc dù điều kiện đúng. Mát lớn hơn min thì chạy bình thường, mà nhập min nhỏ hơn mát thì nó quá trai cái điều kiện kia, nó có khác gì đâu. Nó có khác gì đâu. À nhập min lớn hơn mát chứ còn. Nhập min lớn hơn mát nó sai thì đúng rồi nữa. Thì em cho nó nhập lại thầy. Trời ơi Cường tin tưởng Vũ kìa. Cường tin tưởng Vũ mà giờ này thiệt chứ. Cho bạn ấy đi thầy. Cho bạn ấy đi show. À chào Viên đúng không? Ok rồi mời Viên. Dạ em show nha thầy. Ok. Thầy thấy màn hình của em chưa? Rồi thấy. Đây. Em nhập 1 giữ 9 này. Là tổng của nó là 2468 là 20. 20 chia 4 là 5. Rồi, làm như thế nào nè? Làm như thế nào mà cộng trừ đồ có vẻ hay vậy? Dạ. Cái đây là nhập min với nhập max. Nếu em xét trường hợp nếu mà min lớn hơn max ấy là min hơn max thì em sẽ nhập lại. Em mời mọi người nhập lại chỗ này là dòng 8 với dòng 9. Còn nếu mà đã đúng điều kiện là max lớn hơn min thì em sẽ thực hiện xuống dòng 11 là câu lệnh while này.
nếu như em cho bắt đầu từ min là min chia chia hai lấy dư bằng không, thì em sẽ lấy một cái biến nào đấy em cộng với min để tổng lại, tổng hết cái min lại, và đây là một cái biến đếm để đếm cái số chẵn mà nó đã được lấy ra. Đây là tăng tăng cái số lên để lập tới max, và dòng cuối cùng là dòng xuất ra cái màn hình là trung bình các số chia cho hai từ min tới max. Ok ha, ok. Rồi, có nghĩa là mình đếm lên đúng không? Mình đếm lên rồi cộng lên, còn cái thằng D. Thằng D là biến biến đếm đúng không? Biến đếm của cái số trung bình thôi đúng không? Dạ, em tại vì các gọi là số chẵn ấy thì nó chia cho bao nhiêu nó cũng ra số chẵn hết, nên là nó không có vụ mà float hết thảy, nó không có vụ số không nguyên. Số thật. Ok. Ok. Rồi, viên nốt giúp cho mình là C nó là tổng, còn D là đếm đi, rồi xong rồi lưu lại gửi bài giúp mình nha. Dạ dạ. Ừ, để cho mấy bạn nhìn vô các bạn sẽ biết được là C nó là cái gì. Rồi thầy. Rồi ok. Để đếm gửi. Ừ, ok, cảm ơn Việt. Cha vô Vũ. cha vô. Rồi, thì cái bài hôm nay mình chỉ luyện thôi ha, thế nên là mình sẽ có thêm 3 bài nữa ha. Mình xong 3 bài nữa là coi như là mình đinh hôm nay thôi. À, mình đinh cái quay ngày hôm nay thôi ha. Đây mình đã gửi rồi đó, mình gửi cái bài cho các bạn rồi đó ha. Hoặc là các bạn có thể xem ở trong cái group cũng được nhé. À, đăng bài tuyển người yêu hả? Sao cái bài đó làm chưa chính? Chính hay chính? Chính hả? Chính đúng không? Chính hả? Sao? Chính là bài đó chưa show lên cho Diễm xem rồi nè, thấy Diễm cười quá trời. À, cháu hỏi gì? Sao? Hay là còn Diễm còn mai mối không? Để mai mối cho Chính nè. Diễm thấy sao? À, Vũ, sao Vũ? Hello, xin lỗi giùm em. Hả? Ủa? Cái gì đó? Không. Chính kêu đọc tin nhắn đi Vũ, đọc tin nhắn đi, cái xong rồi tự nhiên mới vừa đọc xong cái thấy Vũ giơ tay. Ôi là chào. Rồi sao? Đô lên lại. À sao? Ủa, đỏ mặt hả Vũ? Vũ đỏ mặt hả hay sao? Có sao thầy? Là em cho cái dòng do while là ví dụ cho dòng do while là khi mà min nó lớn hơn max là bắt người dùng nhập lại. Sao mà sai nãy... min nó lớn hơn max như vậy á, nếu như mà Vũ làm min nó lớn hơn max như vậy là nó đã làm ở bên trong rồi, nó đã làm hết cái thằng bên trong rồi nó mới chết điều kiện mà, hiểu không? Em cứ quên nữa. Ừ, cái thằng do while đó là nó chỉ có scanf với printf thôi. Đưa cái dòng 19 lên dòng số 6, enter dòng số 6 xuống rồi bắt lên đó là nó đúng. Lòng như vậy là sai rồi, có nghĩa là nếu như mà lòng như vậy là nó đã làm hết công việc ở trong cái thằng đó rồi, xong rồi nó mới lên nó kiểm tra nó sai. Đấy, đúng rồi, bắt nó ra. Đúng. Đấy, rồi chạy lại thử coi. Ủa, chạy. Đấy, đúng không? Rồi. Yeah. Ok.
Rồi, mình còn 3 bài các bạn ha, mình còn bài số 6, số 7, số 8 này, các bạn xem lại giúp mình nha. Sao chính? Bài số 6 của thầy. Nè, 6 bài 8 mình gửi đó Viên ơi. À, em làm xong bài 6 rồi. Từ từ thôi Viên, làm cái gì mà từ từ thôi. Làm hết 3 bài đi rồi xong tính tiếp nha. Dạ thầy. Ok. Sao chính, chính có cần giới thiệu không? Vũ có cần giới thiệu không nè? Có trời, con Diễm nó khùng cái gì á trời. Con Diễm nó nói cái gì vậy? Chết khùng rồi. Diễm. Nói cái gì kìa Diễm? Vậy để gì bữa Vũ nó kêu là thằng bạn dễ thương lắm hả, để dành cho chính kia hả? Thank you.
Ủa sao nãy giờ em ngu vậy thầy? Ủa chờ mấy bạn làm ba bài đó mấy bạn làm xong chưa? Ủa gì hả? Ừ. Tại đó là từng bạn show lên làm không à? Đâu, bạn nào làm xong rồi thì show lên cho các bạn xem coi. Thanh ơi, làm tới đâu rồi Thanh? Trời ơi. Thanh ơi, tới đâu rồi? À, ok Huy đúng không? Ok. Không, em show bài cũ sao em làm nó cái deep sea của em nó ra tào lao quá em chưa? À, vậy hả? Ok, show đi. Rồi sao? Thì bài nãy này em nhập sao em nhập min. Ủa sao ai cũng xài cái AVG đó hết vậy? Ai cũng xài đúng. Cái AVG hết à? Cái để làm lắp mà của bạn trên học cơ sở này. À dễ hở hèn chi. Sao em nhập min cái nó gì luôn. Ừ. À ok Diễm. Rồi, đâu cho mình xem lại code coi. Nhập min nhập mask. Đúng không? Mà okay. Min nó lớn hơn mask, min nó lớn hơn mask thì nhập lại. À, thiếu rồi, thiếu dấu va ở dòng số 9 với dòng số 10 kìa, 11 kìa. Và à, min là mask chứ. Và ừ. Và rồi đưa cái if dòng 13, 14, 15 á vô trong cái vòng while đi. Đây, Vũ nó kêu em chuyển này xuống. Quay vòng quay dưới á, đúng không? Vòng quay dưới mà. Nhập lại min mask lại vòng quay ở trên chứ. Ờ ha ông cái em cho chỗ if kìa là mày đưa xuống dưới mà quay. Xuống cái vòng quay dưới á, tao nói hồi nãy tao nói cái vòng quay mà win quay mà lớn hơn mask thì đưa lên trên, còn quay mà còn if thì đưa xuống cái vòng quay ở dưới mày đang thực hiện mà. Là sao? Làm gì vậy? Là sao? Ủa đúng rồi thầy, như cái bài em nói thầy là cái dòng if này mà dòng if min lớn hơn mask đúng không? À trời ơi. Dòng min nó lớn mask mà. Ừ cái đó copy đi, copy bỏ lên cái thằng y ở phía trên á. Dòng 11 enter xuống, đúng rồi, độn. Ok. Rồi chạy thử xem. Trời ơi. Rồi, nhắn đi. Đây. Đấy, ok. Nhập số lớn hơn coi. Nhập min nhỏ đi. Đấy, rồi, nhập. Má từ 4 đến 6 hả? 4 đến 6 đúng không? Rồi, xem thử cái vòng quay ở dưới có bị sai gì nữa không nè. Min nó bé hơn hoặc bằng má hả? Min bé hơn hoặc bằng má thì gì? Min chia hết cho 2 cộng lên. À, cộng lên rồi sao nữa? Mình không in ra hả? Đừng nghe, quên. Mình in ra chứ, đúng không? In ra ha. Không. Ê, in ra ở dưới chứ. In ra ở dưới á. In ra ở dòng 23 á. In ra trung bình không? Không 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 không. Ra khỏi vòng y luôn. Đúng rồi, xuống. Rồi print ra là gì? Trung bình cộng đúng không? Trung bình cộng là tổng chia cho đếm. Ghi là trung bình là gì đó. Ừ đúng rồi. Là phần trăm. Phần trăm gì? À, ok. Rồi. Tổng. Ừ. Rồi đúng. Ok. Rồi chạy lại thử xem. Nhập số dài dài ra, số cái khoảng nó dài ra đi Huy ơi. Ờ ok. 6 đúng không? 2 2 4 6 8 10 20. Ủa, nhiều, 2 4 6 8 hả? Đúng không? Là 30 chia 5 bằng 6 đúng không thầy? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ok. Rồi ok, đúng rồi đó Huy. Được rồi. Ừ.
sao chính chính làm một bài coi, làm bài 6, bài 7 hay bài 8 gì đó coi. Chính thể hiện coi nào. Thể hiện mới mau sớm có bồ lận chính ơi. Em sơ hữu thầy. Ủa xong luôn rồi hả Viên? Ồ, dạ xong rồi. Rồi vậy thì bài bài đầu đi, bài đầu trước đi Viên. Từ từ á, bài đầu đi. Dạ đúng dạ. Rồi, show nhanh thì Vũ mới có thưởng chứ đúng không? Vũ thưởng. Show từ bài đầu luôn thầy. Bài đầu bài bài số 6 ấy, bài số 6 là cái bài gì ta? Bài số 6 là bài in ra số lẻ từ 1 đến n ấy. Dạ dạ đây thầy. Ủa gì vậy? Quên quên, bấm nhầm dấu. Gì vậy? Sao vậy Viên? Không thèm chạy luôn đúng không? Đây đây chạy rồi thầy. Mày rồi. Nhập cái hàng này em nhập nhanh đi. Là 123. Em nhập cái số khác là nhập 13 là 1357913. Ok. Yeah. Ok ha. Bài 2 bài 7 bài 8 là ít thôi. À, mình ít thôi ha. Ít vào trong có số, ngoài. Có số bài 7 bài 8 không thầy? À thôi được rồi Viên, được rồi. Để từ từ để cho các bạn khác. Chào Vũ. Hồi nãy thì nãy em cũng định show ba bài làm cho các bạn coi luôn á thầy. À vậy show bài 2 đi, show bài thứ 2 xem coi. Dạ. Em vừa show vừa làm luôn nha. Ok, vừa show vừa làm chứ mình phải chứng minh được cho Vương thấy chứ hả? Dương nó có đây trong đây thôi thầy ơi. Nó tâm, không thấy được sự quyết tâm của em. Xí gửi video cho Vương nha. Trời ơi. Rồi. Là cái bài nãy mà cái bài số 6. Ừ, rồi giờ bài số 7 nè. Bài số 7 là nhập vào ít bất kỳ đúng không? Rồi viết chương trình tính giai thừa của nó. Biết giai thừa không vậy? Biết thầy ơi. Là 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5 đúng không thầy? Đúng, đúng. Ok, rồi mời. Ủa cái gì ta? Quay đúng không mà bạn? Thiếu một cái biến đến nữa. Ủa? Biến ngay chứ? Đúng không ta? Nhưng mà bạn chưa khai báo kìa. Ờ, tự nhiên cái xó trời khùng chứ hả? Chết rồi, mới nói quyết tâm mà giờ sao vậy? Tự nhiên cái em đi quay. Ủa, cái đoạn này nếu như mày gửi cho Vương là mình có cắt không? Sao vậy? Ấy là gửi nếu như mày gửi cái đoạn video này cho Vương thì mình cắt cái đoạn này đi ha, để Vương biết thấy được sự chỉnh chu ha, trơn tru ha, chứ kiểu gì mà lại luôn vậy. À, thêm một biến nữa, biến giai thừa nữa. Giai thừa. Giai thừa hay là gái thừa? Giai thừa. Sao vậy? Cái gì vậy trời? Chết rồi, kiểu y nó chạy từ tới n. Rồi, giai thừa nó sẽ ngăn từ y, nó sẽ ngăn y lên mọi người ơi. Đây xong. Đây giai thừa. Ngoặt gì mà tùm lum tùm la vậy trời ơi, đóng ngoặt đóng đồ gì mà ẩu tả vậy. Ừ. Ủa đúng rồi thầy. Chạy đi chạy biết đúng hay sai à. À có gì đó nó kỳ kỳ. Thấy cái gì mà ngoặt gì mà tùm lum tùm la trong này nè. Cái ngoặt này cố trên email. Rồi đúng không? Vậy là đúng không? Đưa cái này lên trên. Ủa vậy sao mới lại không xóa cái kia đi mà phải xóa nè. Đấy tự nhiên em bị gì ta rồi đóng ngặt lại đấy tự nhiên không thì đừng có dắt tới bình tĩnh bạn ơi. Quý quá chết rồi. À cái chỗ này là phải chi tiền thêm cho cái chỗ này rồi Vũ,
chi tiền thêm để cắt cái video nó chơi nó trơn tru á, chứ kiểu dây là tiêu rồi, gửi cho Vũ cho Phương là tiêu rồi. Rồi xong sao chạy chưa vậy? Đang chạy thầy ơi, cái DC của em biết sao nó mấy ngày nay nó bị gì, cái thử của năm đi ha. Ừ. 120 đúng không? Đúng rồi, 1 x 2 2 x 3 3 x 4 4 x 5. Ok, 120 đúng không? Ok rồi, đúng rồi ha. Đấy, mình chỉ cần là cho cái thằng Y thôi ha, Y nó chạy lên tới gì tới N là ok rồi. Ok, ok Vũ. Rồi còn bài cuối nè, một gương mặt mới đi mọi người. Một gương mặt mới hả? Đúng rồi, gương mặt mới đi chứ. Mình mới vào buổi đầu mà. Yeah. Mấy bữa trước em mắc quá thầy. Mắc quá hả? Mắc quá hả? Okay. Dạ dạ, này sắp xếp được. Rồi. Bài kia Di Phương kìa thầy, Di Phương lớp mình kìa. Di Phương hả? Ủa Di Phương rồi mẹ. Phương, Phương đâu rồi? Dạ. Ừ. Bài cuối kìa, làm tổng chốt coi. Bài nào thầy, em mới vô mà. Bài số 8 nè. Đây, được gửi cho Phương. Trời ơi, Phương là phải copy lại cho Phương làm chứ. Thấy không? Rồi đấy, bài đã đó. Em không biết gì đâu trời. Em ngu vô học. Random hả? Random cho vui đúng không? Rồi, mời Hoàng. Okay, mời Hoàng hả? Sao ok luôn đúng không? Ok. Rồi, mời Hoàng. Rồi, bài đó đi. Bài cuối đấy nha. Mới cần cốt lại không? Cần chứ, mình phải có lại chứ. Biết đâu cái bài đó lấy của ai, đúng không? Vũ gửi bài cho Vũ, viên gửi bài nha. Gửi chưa? Dạ giờ gửi rồi. Ừ, gửi cho mấy bạn xem. Ôi mấy ông ơi, chừng nữa gửi lên ấy tên của cái bài luôn nha, cho nó có gì dễ kiếm. Ủa đang nói Vũ hả? Vũ gì hả? Em mới thu hồi lại rồi. Đang nói Vũ đúng không? Em thu hồi lại rồi, em chuẩn bị gửi lại nè, em mới nói gì á. Bài đạt xem thầy ơi. Phải không ạ? Phải tổng từ 1 đến 25 vậy? Số lẻ giữa số đó hả? Dạ. Nãy nhập nhiêu ạ? Nhập 1 với 10 hả? 1 với 10, số lẻ dưới đó là có 3, 5, 7, 9, 24 rồi mà. Ủa? Giữa hai số đó mà. Giữa hả thầy? Ừ, giữa hai số đó mà. Hình như cái này ông bỏ biến y lên, ông cho nó chạy từ A cho tới B được rồi. Một khoảng ta. Đúng rồi.
ông cho nó chạy từ A tới B được rồi, A cộng cộng cho nó chạy từ A tới B luôn. Ủa, nhưng mà một cái bằng tính với thầy. Vậy nằm giữa mà, nằm giữa. Nằm giữa không nè. Ừ nè, đã kêu là nằm giữa hai số mà. Chết liền, hoàn chết liền. Gửi lại code cho Bảo cái Vũ, qua lộn, cho Vũ, cho Bảo cái Vũ. Trời ơi, nói chuyện cái quên luôn, kỳ ghê. Em thầy ơi. Được chưa? Thầy. Không, trả lại, chưa thấy gì hết. Ok, 24 đúng không? Ok, đúng rồi ha. Đúng ha. Dễ mà đúng không? Ủa sao còn một vậy? Gì kỳ lạ vậy? Chăm chị thử biến E, không thích biến E là thầy. Ok. Rồi, ok. Ừ, thôi cũng được. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn Hoàng. Được ha. Rồi Hoàng gửi bài lên đi nha, gửi bài lên cho các bạn xem. Rồi ok, thì cái bữa hôm nay mình tạm dừng ở đây thôi ha. Mình do why với do why nó chỉ có như vậy thôi các bạn ha. Các bạn nào có câu hỏi gì không, câu hỏi gì không nè, hỏi mình nè mọi người. Có hỏi Facebook Vũ hay là gì đó không thì cứ liên hệ mình ha, mình có hết nha, mình có hết ha. Như Chính rồi nè, Chính muốn hỏi gì? Sao Khánh? Sao Khánh? Khánh hay Khánh? Hỏi Facebook thầy hả thầy? Hỏi Facebook mình gì? Facebook thầy đã nhắn tin hỏi bài. Nhắn tin hỏi bài, nhắn Zalo được. Nha viên nha. Bớt. Dạ dạ. Bớt Facebook lại. Bạn Kim Văn Trường là ai vậy? Cái gì vậy trời? Rồi chứ để đó Vũ yên tâm, có gì Cường mà nhắn tin cho mình hỏi info thì mình cho nha, không sao hết nha. Các bạn Diễm ra rồi thầy. Ủa Diễm ra lâu rồi mà. Được kìa. Ừ. Rồi bye, okay. Rồi bye bye các bạn nha. Bye bye. À, tạm biệt thầy. Rồi bye bye các bạn. Trời ơi chưa kịp gỡ cái Facebook vô nữa. Trời ơi. Zalo 100 mấy chục người đó Vũ. Trời ơi. Rồi ok. Rồi bye bye các bạn.